Hello, xin chào bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xài Bình Dẫn. Thì bữa nay ngày 25 tháng 1 năm 2024 mình tiếp tục cập nhật giá sài Đài Loan thu mua tại vườn. Bữa nay sài cát thì có nghe thông tin dội chợ nha các bạn. Giá thì mình cũng chưa có nắm chắc. Nghe phong thanh giá tầm khoảng 28 tới 32 xô thôi các bạn ơi. Thì mình tiếp tục cập nhật giá sài Đài Loan thu mua tại vườn. Sài đỏ trước nha các bạn. Đỏ loại 1 là 48.000, đỏ loại 2 là 25.000. Loại 2 là 25.000 nha. Thì hình như hôm qua mình là cập nhật lộn giá 48-20 các bạn ơi. Đó. Còn sài vàng. Vàng nhất là 34.000, vàng nhì là 15.000. Sài xanh nhất là 20 và xanh nhì là 10. Giá mình báo là giá thu mua tại vườn nha. Thì vô vườn chủ yếu là mua xô nhất nhì hoặc là xô lùa thôi. Đó, tuy là giá nhất nhì như vậy mà vô vườn mình coi sòi mới cho giá nha các bạn. Ví dụ như giá bạn xài các bạn càng đẹp thì giá nó càng cao nha. Giá xài xô thì nó tương đối nó cũng cao đó các bạn. Thời điểm này giá cũng cao đó. Thì ăn thua nhà vườn nào muốn bán thì cứ alo trực tiếp số điện thoại bên mình. Đó. Còn giá xài các chu hiện tại giá dao động từ 15 cho tới 18 ngàn nha. Xô. Giá thì nó cũng vậy đó. Tùy theo xài số đẹp mà giá nó sẽ chênh lệch nha các bạn. Thì bữa nay mình có đi khu vực Sa Đéc các bạn. Thì ở đây trồng sài cát khá nhiều nha. Sài nói chung sài da dẫy rồi cũng rất là đẹp. Nói chung mình cũng đi vòng vòng những khu vực Cao Lãnh, Đồng Tháp. Tỉnh nào cũng đi các bạn. Nhưng mà trong tỉnh Đồng Tháp thì đi nhiều hơn. Ngoài tỉnh thì nói chung đi chưa giáp đâu. Cũng phải đi từ từ cho nó giáp nha. Thì bên cạnh mà cập nhật giá xài cũng như mua xoài thì bên mình có cung cấp túi băng xoài nhưng mà các bạn giá công ty thì quý đại lý nào mà khách hàng nào hoặc là nhà vườn cần thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình nha các bạn. Thì video mình cập nhật cũng ngắn gọn tại đây thôi. Anh em nhà vườn muốn bán hoặc là muốn mua túi xoài thì cứ alo trực tiếp số điện thoại mình. Những anh em nào mới vào kênh mình thì nhớ đăng ký kênh, nhấn quả chuông thông báo để khi nào mình ra video mới thì các bạn tiện theo dõi nha. Thôi xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.